bạn. Giờ đây mình sẽ bốc thăm để tìm ra một bạn may mắn nhất nhận cái giải thưởng, đó là một chiếc ví sen và một pin di động có dung lượng là 10.000. Trong cái bài đó là Viettel đã có mạng 4G ở Hồ Chí Minh. Thì cách thức tham gia đó là các bạn chụp hình và đăng vào bài này, kèm theo đó là vị trí có sóng 4G mà các bạn đang sử dụng. Thời gian tham gia đến hết là ngày thứ 3, 17 tháng 1. Rồi, bây giờ đây mình sẽ tiến hành bốc thăm để tìm ra một bạn may mắn nhất. Thì số đầu tiên, bài viết sẽ là số 1, bình luận đầu tiên sẽ là số 2. Và mình sẽ tìm bình luận sau cùng đến ngày 17 tháng 1 là ngày hôm qua. Rồi, bạn này bình luận ngày hôm nay rồi. Vậy là bình luận hợp lệ sau cùng đó là số 893. 893. Rồi, giờ đây mình sẽ bốc thăm để chọn ra một bạn may mắn duy nhất nhận cái phần quà này. 1, 2, 3. Số may mắn đó là số 716. Mỗi trang của chúng ta có 20 bình luận, vậy là vào trang số 36. Hợp xem ai sẽ may mắn trúng giải các bạn. Số 716. Bảy một hai, bảy một ba, bảy một bốn, bảy một năm, bảy một sáu. Bạn này ở Tân Bình. Rồi, xin chúc mừng bạn. 716. Bạn là bạn Toàn Nhật 118. Xin chúc mừng bạn. Và các bạn đừng quên bấm thích video này nhé, biết đâu lần sau bạn sẽ trúng giải. Xin cảm ơn các bạn.